Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Alpha Computer. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có tại đây chiếc màn hình gaming to nhất của Acer hiện tại. Đấy chính là Acer Predator Z35P. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi khám phá những điều thú vị của sản phẩm này. Như vậy là chúng ta đang có tại đây chiếc màn hình gaming Acer Predator Z35P. Với cái nhìn tổng quan thì đây chính xác là màn hình dành cho game thủ rồi. Dáng vẻ màn hình thì hầm hố, tông màu đỏ đen đặc trưng, thiết kế vuông thành sắc cạnh từng đường nét tạo nên sự chắc chắn mạnh mẽ của sản phẩm. Nổi bật ngay giữa cạnh dưới màn hình chính là logo Predator viền đỏ được làm nổi trên nền bạc cực kỳ bắt mắt. Chính logo Predator này đã giúp Z35P vừa đủ để tạo cảm giác sang chảnh mà các game thủ mong muốn. Phần tản nhiệt của màn hình được sơn màu đỏ lộ thiên giúp tản nhiệt tốt nhất cho linh kiện bên trong, nhưng cũng sẽ là cái cổng ra vào tiện lợi cho bụi bặm. Xét về mặt thẩm mỹ, chân đế của Acer Predator Z35P có thiết kế khá đẹp với ba càng mở rộng, cho phép nó chiếm rất ít diện tích khi đặt trên mặt bàn mà vẫn đảm bảo sự cố định. Phần đế này được làm hoàn toàn bằng kim loại và các chi tiết được gia công rất tốt. Chiếc màn hình của chúng ta có thể điều chỉnh góc độ màn hình, xoay trái, xoay phải, cứng lên hạ xuống dễ dàng nhờ những khớp chuyển động linh hoạt, giúp người dùng có thể chọn cho mình tư thế phù hợp nhất để xóa game. Logo Predator khá to phía sau, nổi bật. Nhưng nếu bạn để màn hình này sát tường thì cái logo con này gần như là bỏ đi. Trong khi các phím bấm cũng như phím điều hướng được đặt ở cạnh dưới màn hình, thì toàn bộ các cổng kết nối bao gồm HDMI, DisplayPort và các cổng USB đều được Acer đưa ra mặt sau màn hình. Việc giấu đi những cổng này, phải dùng giấu đi những sợi dây kết nối lòng thòng, ảnh hưởng đến vẻ đẹp trong quá trình setup không gian trải nghiệm của bạn. Dòng màn hình Acer Predator sinh ra cho game thủ nên tần số quét cũng đạt trên mức 100Hz với độ phân giải màn hình là 3440x1440 và thời gian đáp ứng chỉ 4ms. Điều đặc biệt là chiếc màn hình này có thể ép sung lên tới 200Hz. Với mọi game thủ chơi FPS thì tần số quét 100Hz này là vừa đủ cho mắt nhìn khi các bạn chơi game, chứ không cần thiết phải lên đến 144Hz. Một phần là cũng chưa chắc cái VGA của bạn đã đủ đáp ứng nếu chưa chạy slide. Màn hình gaming này của Acer trang bị sẵn công nghệ G-Sync, đồng bộ hóa với chiếc card đồ họa NVIDIA vốn đang chiếm phần lớn sự yêu thích của game thủ hiện nay, giúp khung hình của game khớp với tần số quét màn hình, tránh hiện tượng gợn sóng cũng như không bị mất frame dù có bị tụt frame đột ngột. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá những góc cạnh, từng đường cong mềm mại của chiếc màn hình gaming 35 inch Acer Predator Z35P. Mọi ý kiến góp ý hay thắc mắc thì các bạn hãy bình luận phía dưới của video. Đừng quên like và subscribe channel YouTube của chúng tôi để nhận những video về bộ PC gaming high end hay những sản phẩm mới nhất đến từ Alpha Computer. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.